Kính chào quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Tin Mới. Ban biên tập luôn cập nhật liên tục những tin tức an ninh thời sự đáng chú ý trong nước và thế giới. Ngay sau đây mời quý vị đến với những tin tức trong ngày mà biên tập viên của chúng tôi vừa tổng hợp. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin của Tin Mới. Trong bản tin ngày hôm nay, các bạn thân mến, Tin Mới sẽ mang đến cho quý vị và các bạn nội dung sau. Lũ lụt nghiêm trọng đã xảy ra ở Trung Quốc năm 2022. Kính thưa quý vị khán giả, Trung Quốc đang chuẩn bị cho một mùa lũ lụt nghiêm trọng khi hơn 70 con sông ở nước này đã dâng tới mức báo động khẩn cấp. Cơ quan khí tượng Thủy văn Trung Quốc cảnh báo hiện tượng nóng lên toàn cầu đang dẫn tới các hiện tượng thời tiết cực đoan ngày càng nhiều ở nước này. Lượng mưa ở một số khu vực thuộc miền Trung và miền Nam Trung Quốc đã đạt mức cao kỷ lục trong những tuần gần đây, cho dù tổng lượng mưa trên toàn quốc thấp hơn khoảng 10% so với cùng kỳ năm ngoái, hãng tin Reuters dẫn thông tin từ Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc. Mùa hè năm ngoái, lượng mưa ở Trung Quốc đạt mức cao thứ nhì kể từ năm 1961, dẫn tới cảnh báo lũ trên các con sông và hồ lớn, đồng thời nâng mức nước tại đập Tam Hiệp lên gần mức tối đa. Mực nước sông Dương Tử và các nhánh của con sông này được dự báo sẽ dâng cao hơn trong tuần tới. Bộ này cho biết và cảnh báo về khả năng xảy ra lũ lụt nghiêm trọng ở Trung Quốc trong thời gian từ tháng 6 đến tháng 8 năm nay. Một số trạm quan trắc đã đưa ra cảnh báo trong những ngày gần đây, trong đó mực nước sông Dương Tử đoạn đi qua thành phố Vũ Hán ở miền Trung của Trung Quốc đang cao hơn 2 mét so với mức bình thường ở thời điểm này hàng năm. Nguyên nhân khiến mực nước dâng cao là do mưa lớn ở thượng nguồn. Mùa hè năm nay, lượng mưa ở Trung Quốc đạt mức cao thứ nhì, dẫn tới cảnh báo lũ trên các con sông và hồ lớn, đồng thời nâng mức nước tại đập Tam Hiệp lên chạm mức tối đa. Tính cả năm ngoái, lượng mưa trên toàn quốc ở Trung Quốc là gần 700 triệu mm, cao hơn 10,3% so với trung bình hàng năm và tăng 7,6% so với năm trước đó. Tại một số vùng thuộc miền Trung và Đông Bắc nước này, lượng mưa trong năm ngoái tăng gấp đôi. Ông Jia Xiaolong, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Trung Quốc, nói trong một cuộc họp báo rằng hiện tượng nóng lên toàn cầu đã khiến nước này ngày càng dễ tổn thương trước các hiện tượng thời tiết cực đoan, bao gồm các đợt sóng nhiệt cũng như lũ lụt. Hôm Chủ nhật vừa rồi, một trận mưa đá bất ngờ trút xuống đã cướp đi sinh mạng của những vận động viên tham gia một cuộc thi chạy đường trường ở tỉnh Cam Túc. Cũng trong tháng này, một trận bão đã xảy ra ở Vũ Hán và một trận bão khác xảy ra ở Giang Tô, khiến 15 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương. Kính thưa quý vị, miền Trung của Trung Quốc có mưa lớn kỷ lục đã gây ra lũ lụt nghiêm trọng ở nhiều khu vực của tỉnh Hà Nam, nhất là thành phố Trịnh Châu, thủ phủ của tỉnh này, đã hứng chịu đợt mưa mà các nhà dự báo thời tiết miêu tả là lớn nhất trong 1.000 năm qua. Tại Trịnh Châu, thành phố hơn 12 triệu dân nằm bên bờ sông Hoàng Hà, ít nhất 18 người đã thiệt mạng trong trận lũ lụt này. Khoảng 120.000 người trong thành phố đã phải sơ tán đến nơi an toàn. Hãng thông tấn Tân Hoa Xã dẫn thông tin từ giới chức địa phương cho hay, Trịnh Châu được biết đến là cơ sở lắp ráp iPhone lớn nhất thế giới cho hãng công nghệ Mỹ Apple, nên được mệnh danh là thành phố iPhone. Nhà máy iPhone tại Trịnh Châu thuộc sở hữu của tập đoàn Đài Loan Foxconn. Trận mưa lũ này diễn ra trong lúc máy đang tăng công suất để chuẩn bị cho việc Apple ra mắt loạt thiết bị mới vào cuối năm nay, theo hãng tin Bloomberg cho biết. Cuộc sống của hàng triệu người dân ở tỉnh Hà Nam bị đảo lộn từ cuối tuần vừa rồi khi mưa lớn bất thường khiến mực nước dâng cao trên một loạt con sông thuộc lưu vực sông Hoàng Hà. Nhiều chuyến tàu đi qua Hà Nam, một trung tâm logistics lớn ở miền Trung Trung Quốc đã phải tạm dừng. Nhiều tuyến đường cao tốc bị đóng cửa, nhiều chuyến bay bị hoãn hoặc hủy, đường xá khắp nơi trong tỉnh chìm trong biển nước lũ. Video đăng trên mạng xã hội cho thấy rất nhiều hành khách mắc kẹt trong một toa tàu điện ngầm bị ngập nước. Từ tối ngày thứ Bảy cho tới đêm ngày thứ Ba, lượng mưa khoảng 627,5mm đã trút xuống Trịnh Châu, ngang với lượng mưa bình quân hàng năm của thành phố này là 641mm. Truyền thông địa phương dẫn lời các nhà khí tượng học nói rằng lượng mưa mà Trịnh Châu chứng kiến trong 3 ngày qua đã lặp lại lịch sử nghìn năm có một. Mực nước ở hàng chục hồ chứa và con đập ở Hà Nam đã vượt mức báo động. Trong đêm ngày thứ Ba, nhà chức trách cho biết mưa lớn đã gây hư hại khoảng 25m trên con đập Ye He Tan thuộc thành phố Lạc Dương, khiến con đập bị vỡ. Tại Trịnh Châu, lực lượng chống lũ địa phương cho biết hồ chứa Gu Jiajui đã bị vỡ. Nỗ lực chống lũ lụt gặp rất nhiều khó khăn, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu trong một bản tin được truyền hình quốc gia Trung Quốc CCTV phát sóng cuối tuần vừa qua. Đến cuối tuần qua, hệ thống giao thông ở Trịnh Châu vẫn tê liệt, các trường học và bệnh viện vẫn ngập nước nghiêm trọng.
Truyền thông Trung Quốc cho biết một số trẻ nhỏ đã bị mắc kẹt ở trường mẫu giáo từ ngày thứ ba, một bệnh viện lớn với hơn 6.800 giường bệnh trong thành phố bị mất điện hoàn toàn, khiến các y bác sĩ ra sức tìm phương tiện để sơ tán khoảng gần 600 bệnh nhân nặng. Mưa lớn được dự báo sẽ tiếp diễn ở Trịnh Châu trong ngày thứ tư và còn xảy ra ở các địa phương khác ở Hà Nam trong 3 ngày tới. Mưa lớn và lũ lụt xảy ra ở Hà Nam ngay sau khi một loạt thành phố lớn ở Trung Quốc cảnh báo về việc phải tiếp tục cắt điện luân phiên do nhu cầu tiêu thụ điện cao kỷ lục và nguồn cung điện hạn chế gây áp lực lên hệ thống lưới điện. Tuần trước, 11 tỉnh của Trung Quốc bao gồm các trung tâm sản xuất ở phía đông như Quảng Đông cho biết nhu cầu sử dụng điện lớn chưa từng thấy do thời tiết nóng bất thường trong mùa hè năm nay. Thưa quý vị, đợt mưa lớn kỷ lục ở thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam gây ra những đợt lũ lớn nghiêm trọng đã cuốn trôi hàng loạt xe ô tô và các tài sản của người dân. Sau trận mưa lớn nhất trong năm ở thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc tuần trước, mạng xã hội nước này liên tục xuất hiện video và hình ảnh cho thấy dòng lũ xiết cuốn trôi hàng loạt ô tô và nhiều vật dụng khác như đồ điện. Nhiều tài khoản Twitter bình luận cảnh tượng này giống trận lũ nghiêm trọng ở Đức vừa qua, khi loạt xe ô tô bị dòng nước xiết cuốn đi. Trên một số con phố ở Trịnh Châu, nước dâng cao vượt quá nóc xe ô tô khiến những phương tiện này trôi nổi như thuyền giữa đường phố. Hình ảnh và video trên nhanh chóng lan truyền khắp mạng xã hội cho thấy mức độ nghiêm trọng và tàn phá của đợt mưa lũ được nhận định lặp lại lịch sử nghìn năm có một đã xảy ra ở Trịnh Châu vào năm ngoái. Tờ Bloomberg khi đăng tải hình ảnh nước lũ ở Trung Quốc cuốn trôi ô tô đã bình luận đây là ví dụ về ảnh hưởng nghiêm trọng từ biến đổi khí hậu. Tài khoản Twitter của Cơ quan về Biến đổi khí hậu Liên Hợp Quốc cũng chia sẻ ảnh loạt ô tô nổi như lềnh bềnh như thuyền trên dòng lũ và cảnh báo về những tác động mạnh mẽ từ môi trường. Truyền thông Trung Quốc dẫn lời giới chức địa phương hôm nay cho biết, tính tới trưa cùng ngày đã ghi nhận ít nhất 61 người thiệt mạng, 495.000 người phải sơ tán và thiệt hại hơn 65 tỷ nhân dân tệ, khoảng hơn 10 tỷ đô la Mỹ sau mưa lũ Hà Nam. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố đợt lũ chết người lần này vô cùng nghiêm trọng. Hàng loạt công ty và một ngân hàng nhà nước Trung Quốc cho biết đã quyên góp hỗ trợ khẩn cấp cho chính quyền Hà Nam hơn 2 tỷ nhân dân tệ, khoảng gần 300 triệu đô la Mỹ. Quý vị thân mến, đợt mưa lớn kỷ lục ở thành phố Trịnh Châu đã gây ra những đợt lũ lớn nghiêm trọng. Người dân lâm vào cảnh lầm than, khiến hàng triệu người ở tỉnh này đang bị mắc kẹt trong vùng lũ nhiều ngày chưa thoát ra được. Chính quyền tỉnh Hà Nam phải dựng cầu phao để sơ tán người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt khi một cơn bão sắp đổ bộ vào miền Trung Trung Quốc. Hàng triệu người ở tỉnh Hà Nam đã mắc kẹt nhiều ngày trong tình trạng thiếu đồ ăn, thức uống ở vùng lũ do đợt mưa cực lớn cuối tuần trước gây ra. Mưa lớn suốt đêm khiến lũ dâng cao về hướng Bắc đến Tân Hương và khu vực lân cận nơi lũ nhấn chìm nhiều vùng đất nông nghiệp rộng lớn. Hình ảnh được đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV phát sóng cho thấy lực lượng cứu hộ sử dụng cầu phao để di chuyển hàng trăm người dân mắc kẹt ở vùng lũ ở Tân Hương tới nơi an toàn khi khu vực xung quanh họ bị ngập nước lên tận ngọn cây. Hiện gần 9.000 người đã di chuyển tới nơi an toàn, CCTV đưa tin, cho hay giới chức đang sơ tán 19 người còn lại. Những video được chia sẻ trên mạng xã hội là minh chứng cho sức tàn phá của lũ lụt, với ô tô chất thành đống, người đi bộ bị hút xuống cống thoát nước, còn người đi tàu điện ngầm mắc kẹt trong khoang tàu tối om, nước ngập tới cổ. Nỗ lực sơ tán dân được tiến hành gấp rút khi bão số 4 đang áp sát bờ biển phía đông Trung Quốc. Bão số 4 đã gây mưa lớn ở Đài Loan và bờ biển phía đông Trung Quốc, dự kiến đổ bộ vào khu vực duyên hải có hàng chục triệu người sinh sống vào tuần này. Sau khi đổ bộ, bão số 4 có thể di chuyển ở khu vực miền đông Trung Quốc, mang theo mưa lớn kéo dài tới cuối tháng. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc dự báo, khuyến cáo người dân và chính quyền các khu vực ven biển cần đề phòng tác động của gió mạnh, mưa dông lốc xoáy, vòi rồng và chiều cường vào 2 ngày cuối tuần. Theo CCTV, hơn 3 triệu người ở tỉnh Hà Nam đã bị lũ lụt ảnh hưởng nghiêm trọng, thiệt hại kinh tế ước tính lên đến 1,4 tỷ nhân dân tệ, khoảng 190 triệu đô la Mỹ. Hơn 3.000 quân nhân đang làm việc tại 11 khu vực nguy hiểm khác nhau xung quanh thành phố để tìm kiếm người mất tích và xử lý hậu quả lũ lụt. Tỉnh Tứ Xuyên liên tiếp hứng chịu động đất. Kính thưa quý vị, mưa lớn, lũ lụt, dông lốc, vòi rồng, động đất liên tiếp xảy ra trên đất nước Trung Quốc đại lục khi mới đây hai trận động đất liên tiếp xảy ra ở Tứ Xuyên, Trung Quốc. Theo Trung tâm Động đất Trung Quốc, thành phố Mã Nhĩ Khang thuộc Châu Tự Trị A Bá đã hứng chịu hai trận động đất có độ lớn lần lượt là 5,8 và 6 trong sáng qua.
có ít nhất 4 người bị thương và hàng chục nghìn người đã chịu ảnh hưởng của các trận động đất xảy ra ngày hôm qua tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Tính đến 19 giờ ngày hôm qua, tổng cộng 26.890 người dân trong khu vực chịu ảnh hưởng của các trận động đất, trong khi đó khoảng 25.880 người ở huyện Kim Xuyên cũng thuộc châu tự trị A3 đã phải đi sơ tán. Giới chức đã điều động gần 3.000 lính cứu hỏa, cảnh sát và nhân viên cứu hộ tới hỗ trợ khắc phục hậu quả tại các vùng chịu ảnh hưởng của các trận động đất. Hơn 16.000 người bị ảnh hưởng sau trận động đất. Theo thống kê sơ bộ, 15.727 người đã bị ảnh hưởng sau khi trận động đất độ lớn 6,1 làm rung chuyển tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc trước đó, có 4 người được xác nhận thiệt mạng và 42 người khác bị thương. Cơ quan cứu trợ động đất tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc ngày hôm qua cho biết, thống kê sơ bộ cho thấy 15.727 người đã bị ảnh hưởng sau khi một trận động đất độ lớn 6,1 độ Richter làm rung chuyển tỉnh này vừa qua. Trận động đất xảy ra tại Lư Sơn thuộc thành phố Nhã An của tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc vào lúc 5 giờ chiều ngày thứ 6 vừa qua theo giờ địa phương. Sau động đất, 4 người được xác nhận thiệt mạng và 42 người khác bị thương. Gần 8.000 người từ các nhóm cứu hộ, cảnh sát vũ trang, sở cứu hỏa và cơ quan y tế được huy động đến khu vực bị động đất để cứu hộ và cứu trợ khẩn cấp. Cho đến nay, chưa tìm thấy người mắc kẹt trong các tòa nhà bị sập. Và thông tin trên cũng đã kết thúc chương trình hôm nay của Tin Mới. Để không bỏ lỡ những thông tin của chúng tôi, quý vị hãy bấm like, share và subscribe để nhận được thông báo mới nhất khi chúng tôi phát sóng. Còn bây giờ, xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại! Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất cho những bản tin tiếp theo. Quý vị hãy đăng ký kênh Tin Mới để theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!